Hello anh em, mình là Tuna đây. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến một trong những nhân vật nhỏ nhất trong series Naruto, không ai khác, đó chính là Tsunade. Có thể nói, Tsunade là một nữ anh hùng trong series. Ngoài ra, cô còn là người phụ nữ duy nhất có thể đạt được danh hiệu Hokage trong quá khứ. Tsunade chính là biểu tượng cho nữ quyền trong Naruto, một người phụ nữ mang tính cách mạnh mẽ và quyết đoán, chứ không hề yếu đuối như một số cô nàng hay khóc thút thít nào đó. Cô đã từng đè bẹp lý lẽ của hai vị trưởng lão bảo thủ của làng lá, khiến họ phải đuối lý và không dám gáy nữa. Trong toàn bộ mạch truyện của Naruto, khi còn là Sanin hay trong thời kỳ tại vị cái ghế Hokage đệ ngũ, Tsunade cũng không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ khó khăn nào. Vậy Tsunade đã phải trải qua những chuyện gì và đã tôi luyện ra sao để có thể trở nên mạnh mẽ đến như thế? Và tại sao mình lại nói Tsunade là nhân vật nhỏ nhất series? Chúng ta hãy cùng nhau phân tích về cuộc đời của Tsunade nhé. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video hôm nay, anh em hãy ủng hộ mình bằng một like và share nhé. Chưa đăng ký thì hãy đăng ký cho mình nha. Và không dài dòng hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chính của video. Sở dĩ Tsunade có được tính cách quật cường như thế, có thể kể đến 3 nguyên nhân như sau. Đầu tiên, đó chính là xuất thân của Tsunade. Cô là cháu gái của Hokage đệ nhất, Hashirama. Từ bé, Tsunade đã từng đi qua không biết bao nhiêu sòng bạc cùng với ông của mình, nên việc cô có thể chịu được áp lực và không bao giờ chịu khuất phục và luôn muốn gỡ cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Nguyên nhân thứ hai là do cô được sinh ra trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc. Bản thân Tsunade đã sống sót qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ trong chiến tranh. Hết lần này đến lần khác, cô cùng với đồng đội của mình đã vượt qua được cái chết. Và danh hiệu Sanin của làng lá chính là bảo chứng tốt nhất cho điều này. Và thứ ba là bản thân của Tsunade đã mang một vẻ uy nghiêm từ khi còn trẻ rồi. Nếu như không có phụ nữ trên cuộc đời này, thì chắc chắn hoa sẽ là thực thể đẹp nhất từng được sinh ra. Nên việc ông bà ta hay dùng hình ảnh của những đóa hoa để nói về người phụ nữ là vì chẳng còn gì đẹp hơn để có thể so sánh cả. Và với một người phụ nữ mang trên mình danh xưng Hokage của làng lá, chắc chắn Tsunade không phải là một bông hoa được vuông trồng trong nhà kính. Nhưng nếu dùng hoa để mô tả về diện mạo của cô thì đúng là cực kỳ phù hợp với lời bình của người xưa: khuôn mặt xinh xắn như thiên thần, còn thân hình thì bốc lửa như ác quỷ tinh nghịch. Mặc dù có rất nhiều nhân vật nữ với hình tượng hấp dẫn trong Naruto, nhưng tất cả bọn họ có vẻ sẽ khá là thất thế nếu so sánh với vẻ đẹp của Tsunade cho mà xem. Ngoài ra, Tsunade cũng có khả năng làm cho tất cả mọi người hiểu lầm khi lần đầu tiên họ tiếp xúc với cô, nhất là mấy thằng con trai như mình. Sở dĩ con người luôn già đi vì do tốc độ phân chia của tế bào. Bản thân Tsunade là một ninja y thuật và sở hữu trình độ y học cực kỳ cao. Cô có thể sử dụng được bách hào ấn để tích trữ chakra khổng lồ trên trán của mình. Đỉnh cao y thuật của Tsunade chính là sáng tạo tái sinh, có công dụng tăng cường hoạt động của các tế bào trong cơ thể và đẩy nhanh tốc độ phân chia tế bào, từ đó mà ngăn chặn được việc lão hóa. Tuy nhiên, nó sẽ đốt chakra liên tục, và do Tsunade là người của tộc Senju, nên lượng chakra cơ bản của cô đã khủng khiếp hơn những ninja khác rồi. Và nhờ vào bách hào thuật, nên lượng chakra của cô còn được tăng lên gấp hàng trăm lần. Chính vì thế mà thuật sẽ luôn được kích hoạt mà không bao giờ khiến Tsunade bị cạn chakra. Và cũng vì điều này mà tuổi tác và thâm niên của Tsunade rất dễ bị hiểu lầm. Mặc dù nhìn trẻ hơn Kakashi, nhưng thực ra cô đã lớn hơn Kakashi rất nhiều tuổi. Như kiểu câu cứ miệng của mấy bà hàng xóm anh em à, tao đẻ ra mày còn được. Như trong đại chiến ninja lần thứ tư, tuy đã gần 60 tuổi, nhưng nếu so về tuổi tác thì Raikage chỉ tầm tuổi em trai của cô mà thôi. Nhìn gương mặt thiên thần ấy, đố ông nào dám nghĩ Tsunade đã là một bà lão 70 tuổi rồi đấy. Cơ mà may mắn thay, Tsunade không hề đơn độc tí nào. Những đồng đội cùng thế hệ của cô cũng toàn thuộc dạng lão ngoan đồng mà thôi. Có thể kể đến như Orochimaru với nhan sắc không tuổi của mình, vì cứ mỗi lần sắp già là hắn lại thay đổi cơ thể, và từ đó mà được người đời gọi là hoa hậu thân thiện. Team của cô bao gồm Orochimaru và Jiraiya. Sau khi cả ba người tốt nghiệp học viện ninja, bọn họ đều đã trở thành học trò của Seo đệ tam. Do từ nhỏ, Tsunade đã cùng ông mình là Hokage đệ nhất chinh chiến không biết bao nhiêu sòng bạc, nên cô đã bị nghiện cá độ từ lúc nào không hay. Và trong tập cướp chuông đầu tiên với anh Tam, Tsunade đã cá cược với Jiraiya rằng ông sẽ là người duy nhất không lấy được chuông. Và trên thực tế, Tsunade luôn thua vào những lần đánh bạc. Nhưng cứ mỗi lần cá cược với Jiraiya, dường như vận may cờ bạc của cô lúc nào cũng được cải thiện. Như là cá gặp trúng nước, cứ cá là trúng. Mối quan hệ giữa Tsunade và Jiraiya là một điều khó có thể diễn tả bằng lời. Nhưng mình khẳng định Jiraiya chắc chắn rất thích Tsunade. Đến mình còn thích mà, huống hồ gì là một thanh niên dê cụ như Jiraiya chứ. Có lần Jiraiya suýt chết vì dám nhòm trộm Tsunade tắm. Khi được anh Tam hỏi mục tiêu trở thành ninja của em là gì, mặc dù khao khát lớn nhất của Jiraiya là trở thành ninja mạnh nhất và chiếm được trái tim của Tsunade, nhưng do ngại nên ông đã chèn thêm một câu: không chỉ Tsunade, em sẽ tóm lấy tất cả những người phụ nữ đẹp. Và chính vì câu nói này nên trong mắt của Tsunade thì Jiraiya chẳng khác gì một tên biến thái. Chính vì thế cô chỉ coi ông như một người anh trai và không hề có ý định yêu đương gì với Jiraiya. Tội nghiệp,
còn không được mối quan hệ trên tình bạn với tình yêu luôn. Còn riêng về phần Orochimaru, thanh niên này gần như là một người vô cảm với tình yêu. Thế mà chả hiểu sao sang Boruto, Orochimaru lại làm mẹ mới hay chứ. Tuy nhiên, trong một nhiệm vụ, cả ba người bọn họ đã ngồi trước đống lửa và nói về ước mơ của mình. Tsunade đã nói với giọng dõng dạc rằng: ước mơ của tôi là nhìn thấy mọi nơi trên thế giới và chiến thắng tất cả các sòng bạc để ghi danh sử sách. Vì vậy, Jiraiya cũng nói rằng: vậy thì ước mơ của tôi sẽ là bảo vệ cô, người đi du lịch khắp thế giới. Những lời nói nửa đùa nửa thật này cũng không thể che giấu được tình cảm mà ông đã dành cho Tsunade. Nhưng ngoài hai ông bạn già Orochimaru và Jiraiya, thì Tsunade còn có một người em trai tên là Nawaki. Vào sinh nhật thứ 12 của Nawaki, Tsunade đã tặng cho cậu nhóc chiếc vòng cổ do Hokage đệ nhất để lại. Đây chính là món quà mà Nawaki hằng mong ước. Và cũng giống như bao đứa trẻ khác, cậu cũng có ước mơ để trở thành Hokage. Em là cháu trai của Hokage đệ nhất, người đầu tiên thành lập Konoha. Một ngày nào đó, em sẽ kế thừa danh hiệu Hokage để có thể bảo vệ mọi người và ước mơ của em, và để chị có thể ngưỡng mộ em. Tsunade không nói gì mà cô chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán của Nawaki, như một cách để cô khích lệ tinh thần của em trai mình. Khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Nawaki, Tsunade cũng cười vô tư. Nhưng ông trời sao lắm bất công, người ra biên ải sau nay chẳng về. Chiến tranh thế giới ninja nổ ra vào đúng ngày hôm sau. Nawaki trẻ tuổi và tràn đầy sức sống, muốn ra chiến trường để lập công lao. Nhưng vô tình, cậu đã giẫm phải chiếc bẫy bùa nổ. Orochimaru tuy có mặt ở đó, nhưng lại không kịp cứu Nawaki, nên ông chỉ có thể mang chiếc vòng cổ trở về mà thôi. Khi nhìn thấy Tsunade đau khổ, Orochimaru đã thở dài. Đây là chiến tranh, các ninja sẽ chết nếu như không có y nhẫn trên chiến trường. Đứng trước mộ em trai mình, Tsunade ôm chặt sợi dây chuyền. Mới vài ngày trước, nó còn là ước mơ, mà nay lại trở thành di vật của em trai. Ánh mắt cô kiên định, và Tsunade đã tự hứa với lòng rằng tự mình sẽ bảo vệ ước mơ của em trai và ngôi làng. Chính vì vậy mà tổ đội ba người của Tsunade đã quyết định sẽ chấm dứt cuộc chiến này bằng cách họ sẽ trực tiếp chiến đấu chống lại Hanzo, kẻ đứng đầu làng mưa. Nhưng Hanzo thời điểm này đã đạt đến đỉnh cao của một ninja, và hắn đã dễ dàng áp đảo cả ba người bọn họ. Tuy nhiên, Hanzo cũng đã công nhận thực lực của cả ba, và hắn đã đặt cho họ biệt danh là Sanin huyền thoại, như một cách để thể hiện sự tôn trọng của mình đối với đối thủ. Sau cuộc chiến với Hanzo, Tsunade đã di chuyển đến mặt trận phía đông. Tại đây, cô đã sử dụng y thuật đỉnh cao của mình để cứu người và chữa lành vết thương cho các thành viên của làng lá, từ đó mà phá vỡ hoàn toàn kế hoạch làm tiêu hao sinh lực của làng cát. Chính vì vậy mà bà Chiyo mới gọi cô là công chúa rắc rối. Trong một cuộc họp nội bộ của Konoha, Tsunade đã đề xuất thành lập đội y nhẫn làm nhiệm vụ cấp cứu trên chiến trường. Sau đó thì ý kiến này đã được các làng khác học theo nhằm tăng tỷ lệ sống sót của các ninja. Từ đó mà các đội y nhẫn dần được thành lập. Tuy nhiên vào thời điểm đó, dù Hokage đệ tam đã đồng ý với đề xuất của cô, nhưng ông cũng nói rằng trong thời điểm hiện tại, làng lá không đủ thời gian và nguồn lực để có thể đào tạo y nhẫn. Ngay khi Tsunade thất vọng, thì một ninja trẻ tuổi đã xuất hiện để hỗ trợ cho cô. Người này tên là Kato Dan, một ninja làng lá đẹp trai và xuất sắc. Sau cuộc họp, Tsunade cảm ơn Dan, và Dan nói: muộn rồi, để tôi đưa cô về. Trên đường đi, khi cả hai người đang tâm sự, Tsunade biết được rằng Dan có một người em gái, và cô bé cũng đã chết trong chiến tranh giống như Nawaki. Dan không muốn nhìn thấy người thân nào phải chết thêm một lần nữa, nên anh muốn trở thành Hokage và có thể bảo vệ mọi người. Lời nói của Dan đã vô tình chạm đến trái tim của Tsunade, và vì cùng ước mơ với Nawaki nên Tsunade đã trao sợi dây chuyền di vật của em trai mình cho Dan. Kèm theo đó, cô cũng trao tặng cho anh một nụ hôn, và Tsunade đã đặt cược vào Dan. Tuy nhiên, ngày hôm sau, anh ta lại bị thương nặng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, và thậm chí nội tạng của anh ta cũng bị dập nát, khó có thể mà cứu được. Dan nói trong tuyệt vọng: tôi chưa muốn chết, tôi còn việc phải làm. Tsunade nắm lấy tay anh và nói: đừng lo lắng, anh rồi sẽ ổn thôi. Với hành động của Tsunade dành cho người thân yêu của mình, trao dây chuyền nụ hôn, đây cũng chính là một trong những lý do mình nói Tsunade là người xấu nhỏ. Vì cứ mỗi lần cô trao dây chuyền hay nụ hôn của mình cho người khác, thì người đó đều hy sinh ngay lập tức sau đó. Tsunade đã chứng kiến tận mắt Dan đang hấp hối, và dù Tsunade có cố gắng hết sức để chữa trị thì cũng vô ích mà thôi. Cho đến khi Dan ngừng thở ngay trước mắt của mình, Tsunade đã hét lớn lên khi chứng kiến trên tay cô chính là máu của người cô yêu. Lại thêm một người phải hiến mạng mình cho ước mơ Hokage. Kể từ đó, Tsunade đã mắc chứng sợ máu. Mỗi khi nhìn thấy máu, cô sẽ run lên và không thể cử động được. Và điều này đối với các y nhẫn chính là điểm yếu chí mạng. Họ không những không thể chiến đấu chống lại kẻ thù, mà còn không thể chữa trị cho đồng đội của mình. Thậm chí sau đó, Tsunade còn rơi vào bóng tối. Cô phải mất người thân và phải tiếp tục sống cuộc sống của mình là ước mơ và bảo vệ mọi người. Hokage chẳng có ý nghĩa gì nếu như bạn không thể làm gì mà chỉ biết sống cho chính mình. Lúc này, Jiraiya cũng đang lang thang tìm kiếm đứa trẻ trong lời tiên tri. Còn Orochimaru thì nhốt mình trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu khoa học. Tsunade lúc này chỉ còn lại một mình mà thôi. Chính vì vậy, cô đã không thể vượt qua được quá khứ đau buồn. Sau đó, cô đã mang theo đứa cháu gái Shizune và chú lợn cưng Tonton rời khỏi Konoha. Tsunade đã quyết định
đắm chìm trong cờ bạc và thường xuyên uống say cho quên đời để có thể lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Tứ Đổ Tường là cô chính hết. Điều duy nhất có thể tạo động lực cho cô chính là truyền lại kỹ năng đã tích lũy cả cuộc đời của mình cho Shiyune. Nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ biến cố đó, cho đến một ngày nọ, Tsunade, người luôn phải thua trong những trận đánh bạc, lại lần đầu tiên giành được chiến thắng trong trò slot game. Hơn nữa, lại còn liên tục trúng giải đặc biệt mới kinh chứ. Shiyune và Tonton đã rất hào hứng vì lần đầu tiên trong đời Tsunade đánh bạc mà lại có thể sinh lời. Tuy nhiên, Tsunade lại cảm thấy có điều gì đó bất an, và việc cô trúng bạc chính là điềm báo không lành. Và sau hơn cả chục năm, Orochimaru, một người bạn đã lâu không gặp, nay lại đến tìm cô. Hắn đã tỏ ý định và hy vọng rằng Tsunade có thể giúp hắn chữa trị vết thương. Orochimaru said, không có gì, chỉ là cánh tay đã bị phong ấn khi ta phá hủy làng lá và giết chết Hokage đệ tam mà thôi. Tsunade mỉm cười và đập bức tường sau lưng cô bằng một cú đấm. Ngươi đang đùa ta phải không? Biến mất khỏi mắt ta ngay. Tsunade lúc này định xông lên cùng với đệ tử Shiyune, nhưng Orochimaru lại tự tin nói, ta có thể hồi sinh người em trai và người yêu của ngươi. Bỗng Tsunade đột ngột dừng lại. Nếu điều gì trên đời này có thể khiến trái tim cô ấy rung động thì đó chính là Nawaki và Dan. Hãy suy nghĩ thật kỹ, một tuần nữa hãy cho ta biết câu trả lời. Ngay sau khi Orochimaru rời đi, Tsunade đã bí mật gặp Jiraiya trong quán rượu. Thì ra sau cái chết của Hokage đệ tam, làng lá bây giờ như rắn mất đầu, và Jiraiya cũng đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt nhằm mang Tsunade trở về và đảm nhiệm vị trí Hokage đệ ngũ của làng. Một bên là ước mơ được bảo vệ mọi người mình yêu quý, mặt khác là khả năng hồi sinh bọn họ. Nhưng cái giá phải trả lại là an nguy của làng. Và người khiến Tsunade do dự chính là đứa trẻ Uzumaki Naruto mà Jiraiya mang đến. Tôi phải kế thừa danh xưng Hokage, bởi vì Hokage chính là ước mơ của tôi. Quá khứ lúc này lại xuất hiện trước mặt của Tsunade. Điều khác biệt duy nhất là lần này cô không dám đặt cược vào cậu thanh thiếu niên này nữa. Tsunade không muốn nhìn thấy Naruto phải hy sinh mạng sống của mình cho ước mơ không thể nào đạt được. Vì vậy, Tsunade đã hất Naruto bay bằng một ngón tay và cô đã nói, hãy thôi mơ mộng, vì chỉ có kẻ ngốc mới muốn làm Hokage. Khi Naruto từ chối thừa nhận thất bại và sử dụng Rasengan chưa hoàn hảo để đấu với cô, Tsunade đã chế giễu Jiraiya. Thậm chí, ông còn dạy là những thuật này cho thằng Ranch chưa đủ khả năng để có thể lĩnh hội nó. Naruto cau gắt nói, hãy cho tôi 3 ngày và tôi sẽ thông thạo thuật này. Tsunade lúc này cười khúc khích, quân tử thì phải nhất ngôn. Hai người sau đó đã đặt cược rằng trong vòng 7 ngày, nếu Naruto có thể làm chủ Rasengan, Tsunade sẽ thừa nhận rằng cậu có thể trở thành Hokage và đưa cho cậu chiếc vòng cổ của Hokage đệ nhất. Tsunade đã đánh bạc nửa đời người, chưa lần nào cô dám đánh cược sợi dây di vật từ những người thân yêu của mình. Có lẽ trong lòng Tsunade vẫn còn một chút hy vọng. Vào đêm trước ngày thứ 7, Tsunade và Jiraiya cũng đã có mặt tại quán rượu để hồi tưởng lại ngày xưa ấy. Jiraiya vẫn còn bẩn bựa như ngày nào. Tsunade nói đùa, tôi không quan tâm đến ông. Jiraiya cũng ậm ừ, dù nói với nhau như thế nào thì cả hai năm nay cũng đã ngoài 50 tuổi rồi. Cả hai người cùng nhớ về quá khứ và lặng đi một lúc. Jiraiya lúc này đã phá vỡ sự im lặng trước. Ngày mai là thời hạn để bà đánh cược với Naruto. Tôi không biết đứa trẻ đó sẽ luyện tập như thế nào. Tsunade lúc này lặng lẽ rót rượu rồi bỏ thuốc mê vào và đưa nó cho Jiraiya. Ngày mai cũng là thời hạn mà Orochimaru đưa ra cho Tsunade, và cô không muốn chuyện của mình sẽ liên lụy đến Jiraiya. Khi Jiraiya tỉnh lại, trời đã hừng sáng và cơ thể của ông thì đờ đẫn hẳn. Tsunade im lặng đến gặp Orochimaru một mình. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi không được phép tấn công làng lá thêm một lần nào nữa. Orochimaru chỉ mỉm cười. Khi Tsunade ngưng tụ chakra chuẩn bị chữa trị cho Orochimaru, một thanh kunai đã bay đến để làm gián đoạn quá trình trị liệu của bọn họ. Hóa ra kẻ này chính là Kabuto. Hắn đã cảm nhận được luồng sát khí từ trong nhẫn thuật của Tsunade. Tsunade nói, ta sẽ không bao giờ phản bội Konoha. Tsunade không còn do dự nữa và tung đòn tấn công vào Orochimaru. Giờ đã mất cả hai tay nên hiệu quả chiến đấu của Orochimaru đã giảm sút một cách nặng nề. Kabuto lúc này đành cắn răng chịu trận. Sức mạnh kỳ lạ tự nhiên của Tsunade cùng với sự tăng cường thể chất do Bát Hào Ấn mang lại khiến các kỹ năng vật lý được sử dụng như một khẩu súng thần công không thể nào ngăn cản được. Nhưng Kabuto sau đó đã tự cắt cổ tay mình, dùng máu phun ra lợi dụng chứng sợ máu của Tsunade. Lúc này Jiraiya cũng xuất hiện. Trận chiến giữa ba Sanin đúng là có 1-0-2 mà. Tuy nhiên lúc này cả ba người đều không lành lặn. Một người thì khuyết tật về thể chất, một người thì có trở ngại tâm lý, và một người thì vẫn còn đang bê sa mê thuốc mê. Vì vậy trận chiến này lại trở thành sân chơi của Kabuto và Naruto. Nhưng Naruto lúc này chỉ là một genin, không phải là đối thủ của Kabuto. Ngay sau đó Naruto đã bị đánh bầm dập khắp cơ thể, thậm chí cậu còn không thể đứng vững nhưng vẫn muốn bảo vệ Tsunade đang co ro sợ hãi. Kabuto không hề nao núng và tấn công Naruto bằng một thanh kunai, định giáng cho cậu một đòn chí mạng. Tsunade hét lên,
Đủ rồi, Naruto mau chạy đi. Khi còn trẻ, cô đã từng nói câu này với em của mình rằng Nawaki của chị chỉ mới là Genji. Nếu gặp kẻ địch thì có thể bỏ chạy cũng được mà. Lúc này em trai của cô đã nói, đó là nam nhi thì không bao giờ có chuyện bỏ chạy đâu. Bây giờ, người thanh niên nhiệt huyết như em trai mình lại sắp phạm phải sai lầm tương tự rồi. Nhưng khi Naruto bắt được thanh kunai bằng tay, cậu đã nói, tôi tuyệt đối sẽ không chết trước khi trở thành Hokage. Như đã hứa với Tsunade, Nano nói được làm được. Chắc ra tập hợp trong tay phải của Naruto, cậu thật sự đã dùng được Rasengan hoàn chỉnh và đã đánh bay Kabuto. Nhưng sau đó, Naruto cũng lăn ra bất tỉnh. Thì ra trong lúc va chạm, Kabuto đã dùng chakra để cắt đứt hệ thống tim mạch của Naruto. Đây là một vết thương chí mạng khiến Tsunade bất lực. Cô liều mạng ấn vào ngực của Naruto. Cảnh này dường như đã trở lại lúc Nawaki và Dan chết. Nhưng cái kết của câu chuyện này lại khác. Vì Naruto là men nên chết thế éo nào được. Naruto với nhịp tim sắp ngừng đập đột nhiên mở mắt trở lại. Bà Tsunade, tôi làm được rồi nha, tôi thắng bà rồi. Không biết nguyên nhân là do sức mạnh của cụ vĩ hay là do gia tộc Uzumaki, hay còn có thể là kết quả của việc chữa trị từ Tsunade mà đã có thể giúp cho Naruto giữ được mạng sống. Lần đầu, Naruto xuất hiện trước mắt Tsunade. Cô đã nhẫn tâm đánh giá thấp sức mạnh của cậu, coi thường ước mơ của cậu và thậm chí còn nói rằng Hokage không là gì cả và chỉ có những kẻ ngốc mới ước mơ cho thành Hokage. Nhưng Naruto đã liều mạng để chứng minh quyết tâm của mình và đánh bại kẻ thù cực mạnh bằng kỹ thuật của Jiraiya và đệ tứ. Đồng thời, cậu cũng đã chiến thắng tử thần. Niềm tin vào sức mạnh của người khác đã trở lại với Tsunade một lần nữa. Cô buộc chiếc vòng cổ tượng trưng cho giấc mơ của người mình yêu lên ngực của Naruto. Cô muốn đặt cược vào cậu thêm một lần nữa. Lúc này, Orochimaru đã thoát khỏi chiêu chói chân của Jiraiya và muốn lao đến để đâm chết Naruto. Tsunade lúc này đã lao đến và đỡ một nhát kiếm cho Naruto. Orochimaru buồn bực nói, Tsunade, ta thực sự không muốn giết ngươi. Tại sao phải đem tính mạng để bảo vệ đứa nhóc này? Tsunade đáp, ta ở đây để bảo vệ Konoha. Ta phải bảo vệ tất cả mọi người trong làng. Vì sớm muộn gì, đứa trẻ này cũng sẽ trở thành Hokage. Các Hokage của Konoha đều đã chiến đấu để bảo vệ ngôi làng và những người bạn của họ. Bây giờ, ta cũng đánh cược mạng sống của mình để chiến đấu và bảo vệ cho tương lai của Konoha. Ta là Hokage đại ngũ của làng đá. Cô không chỉ vượt qua cơn hoảng loạn, Tsunade còn thi triển ấn tính trên trán của mình và sử dụng cấm thuật sáng tạo tái sinh. Việc tích trữ chakra của Bách Hào Ấn đã giải phóng một lượng chakra khổng lồ tích tụ qua nhiều thập kỷ, đã ngay lập tức chữa lành mọi vết thương của Tsunade. Đây không phải là những thuật y học mà là khả năng tái sinh bằng cách tăng tốc độ phân chia tế bào đến cực điểm. Nó có thể đạt được khả năng phục hồi bất tử trong thời gian ngắn. Orochimaru nhận ra rằng hắn không thể nào đánh bại Tsunade được. Vì vậy, hắn ta đã bay đến chỗ của Kabuto để nhờ thuộc hạ sử dụng nhẫn thuật. Lúc này, Jiraiya cuối cùng cũng bình phục sau tác dụng của thuốc. Ba người cùng lúc thi triển nhẫn thuật để triệu hồi linh thú. Yamamuta, Katsuyu và Manda cùng xuất hiện trên chiến trường. Yamamuta mở đầu câu chuyện. Manda của Orochimaru, Katsuyu của Tsunade, các người đang họp mặt đồng đội cũ à. Những lời phàn nàn của Yamamuta không làm giảm bớt sự im lặng của bầu không khí. Jiraiya, Orochimaru, ngươi đã làm quá nhiều điều ác. Tsunade, kể từ hôm nay, huyền thoại về Tamin sẽ kết thúc. Katsuyu tấn công Manda bằng bọt axit của mình, nhưng Manda đã dễ dàng tránh được. Sau đó nó đã quấn chặt lấy Katsuyu và cắn chặt lấy con dao của Yamamuta. Sức mạnh chiến đấu trực diện của Manda là mạnh nhất trong cả ba linh thú. Tuy nhiên, Katsuyu của Tsunade không hề đơn giản tí nào. Nó thực sự là tập hợp của nhiều cá thể linh thú ốc sên nhỏ. Sinh vật mềm mại này về cơ bản là có một cơ thể bất tử. Yamamuta tuy không lực như Manda hay trâu như Katsuyu, nhưng cấp lão đại có thể sử dụng nhẫn thuật để kết hợp cùng với Jiraiya. Sau khi vứt bỏ thanh đao, Yamamuta dùng dầu, Jiraiya dùng hỏa độn. Cả hai người đã phối hợp để tạo ra biển lửa. Nhìn thấy Manda bị đứng chính khiến Yamamuta mừng hụt. Đó chỉ là một cái vỏ mà thôi. Sau khi lột xác, con rắn chui lên từ mặt đất và muốn nuốt chửng Yamamuta bằng cái miệng khổng lồ của mình. Bỗng, thanh đao lúc nãy từ trên trời rơi xuống và đóng đinh miệng của Manda xuống đất. Sau khi thi triển sáng tạo tái sinh, sức mạnh của Tsunade tăng vọt. Orochimaru lúc này lại trở thành định nghĩa của sự bất lực. Tsunade dùng tay để kéo Orochimaru lại gần để đấm liên tục. Nhưng Tsunade cuối cùng cũng đã đạt đến giới hạn. Sau vô vàn cú đấm, Orochimaru vẫn có thể đứng dậy. Tsunade nghiêm nghị nhìn vào mặt của Orochimaru. Cho dù cô không chịu hợp tác với ta đi nữa, ta vẫn sẽ có cách để chữa trị cho đôi tay của mình. Sau đó, Orochimaru và Kabuto rút lui. Việc Tsunade sử dụng sáng tạo tái sinh đã kết thúc. Do tốc độ phân chia tế bào giảm đột ngột, Tsunade ngay lập tức già đi vài thập kỷ. Dù có thể sáng tạo tái sinh, nhưng tế bào của con người là có hạn, nên cần thời gian mới có thể khôi phục lại như cũ. May mắn là chỉ cần nghỉ ngơi một chút mà thôi.
là cô đã có thể khôi phục lại cơ thể trẻ trung của mình rồi. Ngày hôm sau, khi Naruto biết rằng Tsunade đã lên chức Hokage đệ ngũ, và Tsunade đã ngoài 50 mà vẫn cố tình làm như mình trẻ trung lắm, làm sao có thể chấp nhận được một Hokage chuyên lừa dối mọi người như bà ta chứ. Khi đó, lần đầu tiên cô đập bàn và đòi đi ra ngoài, hai người lại bắt đầu giao đấu giống như lần gặp mặt đầu tiên. Những lần này, Tsunade không vỗ trán của Naruto, mà cô chỉ hôn nhẹ để khích lệ cậu mà thôi. Cô mong cậu sẽ trở thành người đàn ông tốt, để có thể trở thành Hokage vĩ đại, đứa trẻ sẽ kế thừa ước mơ của người cô yêu. Từ giờ đến lúc đó, với tư cách là Hokage đệ ngũ, cô sẽ chăm lo cho ngôi làng thật tốt. Tuy nhiên, sau khi trở về Konoha, Konohamaru không muốn cho cô bước vào văn phòng Hokage, vì cậu bé không muốn một người lạ thay thế vị trí của ông nội mình. Người được gọi là Hokage là những người chỉ có thể nhận được sự đồng tình của cả làng. Mặc dù Tsunade là một anh hùng đã giúp làng chiến thắng trong hai trận đại chiến khác nhau và cô đã cứu sống vô vàn ninja, nhưng những người trẻ tuổi trong làng ngày nay không ai biết được người phụ nữ này là ai. Tuy nhiên, Tsunade không quan tâm đến điều này. Cô đã chữa khỏi cho cả Sasuke và Kakashi. Broly lúc này như được sinh ra một lần nữa. Tsunade đã sử dụng hành động của mình để giành được sự đồng ý của Konohamaru. Tại lễ bổ nhiệm Hokage, Tsunade kiêu hãnh đứng dưới tảng đá Hokage. Ta là cháu gái của Hokage đệ nhất, người đã thành lập làng Konoha. Từ nay, ta sẽ là người lãnh đạo của làng lá. Mọi người trong làng vỗ tay cuồng nhiệt. Lúc này, Konoha đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Hokage đệ tam thì tử trận, Konoha như rắn mất đầu. Bên ngoài làng là các mối đe dọa từ Orochimaru và Akatsuki. Tuy nhiên, khi Tsunade nhậm chức, với tư cách là cháu của đệ nhất, đệ tử của đệ tam, sanin của làng lá, với từng đó sở yếu lý lịch, đã thế còn có ông bạn Jiraiya nằm vùng. Lời nói của chị, đứa nào trong làng dám nghi ngờ. Đến cả thế lực của Danjo, tính nhân cơ hội này để trỗi dậy, còn co vòi để rút vào hang cơ mà. Khi vừa mới nhậm chức, Tsunade lại lập tức vùi đầu vào công việc, giải quyết thù trong giặc ngoài. Nhưng không ngờ rằng Orochimaru, kẻ vừa mới ngậm hành từ cô, lại tiếp tục nhắm vào Konoha. Nhưng lần này, hắn không muốn dùng vũ lực, mà lại cử người đến để bắt cóc Sasuke. Và với mong muốn trả thù mãnh liệt của mình, Sasuke đã dễ dàng tin vào quảng cáo ảo ma của tứ quái làng âm thanh và tự nguyện đi theo bọn chúng. Do vừa mới lên chức Hokage, Tsunade không thể nào làm ngơ trước việc này được. Nhưng lực lượng hiện tại của làng quá ít ỏi, Jiraiya cũng đã rời khỏi làng, Kakashi và những ninja khác đều đã ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Tsunade bắt buộc phải giao nhiệm vụ cho Shikamaru và các genin để mang Sasuke trở về. Shikamaru do cảm thấy chuyến này đi lành ít dữ nhiều nên đã gửi thư viện trợ đến làng cát trước. Khi Kakashi trở về, anh và đội y tế của làng đã lập tức đến chi viện cho bọn nhỏ. Nhưng mọi thứ đã quá trễ, Sasuke không những đạt được Sharingan 3 hộp mà còn có thể làm chủ được ấn chú. Dù Naruto đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được Sasuke. Nhưng vẫn còn may mắn, Jiraiya sau đó đã điều tra và biết được thông tin về thuật bất thi chuyển sinh. Orochimaru muốn chiếm đoạt được thân xác của Sasuke thì cần phải chờ thêm 3 năm. Jiraiya đã quyết định mang theo Naruto để dạy dỗ, để sau 3 năm cậu có thể đủ sức để mang Sasuke về. Ngoài ra, không thể nào không kể đến Đào. Đào thậm chí đã tìm thấy Sasuke khi cậu ta chuẩn bị rời làng. Tuy là người cuối cùng tìm thấy Sasuke, nhưng cô lại không đủ sức để ngăn cản cậu và chỉ có thể bất lực nhìn Sasuke bỏ đi. Thậm chí, cô còn không đủ sức để tham gia đội giải cứu. Cô chỉ có thể biết khóc và cầu xin Naruto mang Sasuke trở về. Nhưng khi cô đến bệnh viện, tất cả mọi người, kể cả Naruto đều bị thương nặng. Khi tất cả mọi người đều tuyệt vọng, thì Đào lại không thể làm được gì. Xin lỗi Naruto, tớ cần thêm thời gian. Nhưng lần sau, hãy dẫn tớ đi cùng. Tsunade sau đó đã để mắt đến Đào và cô đã chấp nhận để Đào trở thành đệ tử của mình. Và nhờ đó mà cả ba thành viên của đội 7 đều đã trở thành đệ tử của Sanin. Sau 3 năm, Đào bây giờ đã khác. Cô đã tiến bộ vượt bậc và đã tiếp thu toàn bộ tinh hoa cả đời của Tsunade, thành thạo thuật trị liệu và cả bách thạo thuật. Với sự giúp đỡ của Tsunade cùng với nỗ lực của bản thân, Sakura từ một cô gái không có tài năng gì, cuối cùng lại có thể sát cánh chiến đấu cùng Naruto. 3 năm sau, khi Jiraiya đưa Naruto trở về làng, Konoha lúc này đã lấy lại được sức mạnh của mình và đã thiết lập quan hệ đồng minh với làng cát. Rồi bỗng một hôm, làng cát bất ngờ gửi thư yêu cầu giúp đỡ. Kazekage, Gaara của bọn họ đã bị bắt cóc bởi Akatsuki. Sau khi Tsunade nhận được thông tin, cô đã lập tức cử đội 7 đến để chi viện cho làng cát. Trên thực tế, việc cho Naruto tham gia nhiệm vụ giải cứu là một ván cược lớn vì bản thân Naruto cũng là mục tiêu của Akatsuki. Nhưng đối với Tsunade thì khác. Naruto là người kế thừa giấc mơ Hokage của em trai và người yêu của cô. Na không phải là một món vũ khí để tranh giành, mà cậu chính là Hokage tương lai và điều mà Na cần là trải nghiệm để có thể trưởng thành. Na sẽ không chết cho đến khi trở thành Hokage. Tsunade lại tiếp tục đánh cược tất cả vào Naruto. Cô đã tin tưởng vào sức mạnh của cậu, chứ Tsunade không hề ngu ngốc để Na đi vào chỗ chết. Và đúng như dự đoán,
Chiến dịch giải cứu Gaara đã thành công tốt đẹp, không chỉ cứu được người mà còn giết được Sasori của Akatsuki. Ngoài ra, còn vô tình có được thông tin về Orochimaru. Tuy nhiên, do dùng quá nhiều chakra nên Kakashi đã phải nhập viện và cuộc hẹn ở cầu thiên địa sẽ xảy ra vào 6 ngày sau. Tuy có thể điều một đội khác đi thay, nhưng Tsunade bảo rằng nhiệm vụ lần này phải để cho Na và Dao, vì cả hai trong những năm qua đều đã không ngừng nghỉ để tìm kiếm và mong muốn đưa Sasuke trở về. Tuy nhiên, quyết định của Tsunade đã bị ngăn cản bởi hai vị trưởng lão. Cô có thể đảm bảo rằng Naruto sẽ không bị hạ gục bởi Akatsuki. Cô có đảm bảo rằng Akatsuki sẽ không tấn công ngôi làng và sau khi chúng có được cụ vĩ trong Naruto hay không? Tsunade kiên quyết nói rằng Naruto không thể bị đánh bại. Nếu Konoha gặp biến cố trong tương lai, tôi sẽ là người bảo vệ nó với tư cách là Hokage đệ ngũ. Trong mắt Tsunade, hai vị trưởng lão chỉ là những kẻ ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến lợi ích của bản thân. Sau đó, Akatsuki đã dần đặt chân vào lãnh thổ của Hỏa Quốc. Hidan và Kakuzu đã giết chết chủ trì Chiriku và phá hủy Hỏa Chi Tự, biểu tượng của làng lá. Tsunade đã lập tức cử 20 đội đi săn lùng bọn chúng, bằng mọi giá không được để bọn chúng rời khỏi Hỏa Quốc, giết ngay nếu có thể. Tsunade kỳ này thực sự quá là máu liều luôn. Tuy nhiên, cuộc săn lùng này có quy mô khá lớn, nhưng do phải chia ra ở nhiều nơi nên 20 đội này rất khó để viện trợ cho nhau. Cuối cùng, đội Asuma đã gặp mặt và đã cầm chân kẻ địch được 30 phút để chờ viện binh. Tuy nhiên, dẫn đến kết quả cuối cùng là Asuma đã chết trong trận chiến. Chính vì vậy, Tsunade đã phải rút hết quân về và không dám mạo hiểm nữa. Khi Kakashi dẫn đầu biệt đội báo thù, Tsunade đã cử Naruto, Sakura, Sai và Yamato làm quân tiếp viện. Lực lượng lần này gần như là 8 người mạnh nhất của làng và cả hai nhóm đã thành công tiêu diệt kẻ thù. Tuy nhiên, từ trước đến giờ, làng lá luôn ở thế bị động khi bị tấn công bởi các thành phần khủng bố, nhưng lại không hề có biện pháp phòng thủ nào. Nguyên nhân là vì Konoha luôn thiếu thông tin về kẻ địch. Nhưng lần này lại có một bước đột phá mới. Jiraiya quanh năm đi thu thập thông tin cũng đã có thu hoạch lớn. Một là Orochimaru đã bị Sasuke giết chết. Hai là ông đã tìm ra được vị trí của thủ lĩnh băng đảng Akatsuki. Tsunade vỗ bàn. Ngon, tôi sẽ tập hợp lực lượng trong làng để tấn công trực diện. Jiraiya đã rủ cô đến quán rượu cùng làm một ly để bàn chiến lược. Tsunade nói, tôi điên đến mức trở thành kẻ ngốc rồi, làm Hokage mà lại đi uống rượu vào ban ngày. Khi đang ngồi làm vài ly, Jiraiya nói cho Tsunade biết thủ lĩnh Akatsuki đang ở làng mưa. Đầu tiên, ông sẽ lẻn vào bên trong để điều tra, sau đó thì mới về làng để lập kế hoạch tác chiến. Tsunade kiên quyết phản đối. Cô cho rằng việc đi một mình vào hang ổ của kẻ địch là quá nguy hiểm. Nhưng Jiraiya nói rằng, chúng ta phải làm gương cho thế hệ trẻ, nên lần này tôi sẽ đánh cược cả mạng sống của mình. Buổi tối, hai người trên 50 tuổi ngồi trên ghế đá, hít một hơi thật sâu trước khi Jiraiya đi mất. Tsunade trịnh trọng nói, hãy sống sót trở về nhé, tôi không muốn mất luôn cả ông đâu. Để Tsunade an tâm, Jiraiya đề xuất đặt cược. Bà hãy đặt cược là tôi sẽ chết đi, do bà lúc nào cũng cược thua nên chắc chắn tôi sẽ sống sót trở về. Tsunade háo hức nhìn lên thì thấy Jiraiya cười đắc ý khiến cô hơi bị cay. Jiraiya khuyên Tsunade nên cẩn thận với Danjo. Sau đó, Jiraiya dần biến mất dưới ánh sáng mặt trời lặn. Chuyến đi lần này có vẻ hơi lâu, Jiraiya đến bây giờ vẫn chưa trở về. Tsunade nhìn ra ngoài cửa sổ và lẩm bẩm, khi trở về không thể để hắn tiếp tục lông bông được. Câu nói này khiến người xem hiểu ngầm rằng cô sẽ trở thành nơi để Jiraiya có thể trở về. Tuy nhiên sau đó, cô đã nhận được hung tin Jiraiya đã chết từ cốc trưởng lão. Tsunade từng có một người em trai và người yêu, một người bạn cùng team và một người thầy mà cô yêu quý, và giờ đây họ đều đã chết ngoại trừ cô. Tsunade đau buồn dựa vào tường, buồn bã và bất lực. Điều này khiến cô nhớ lại nỗi đau năm đó. Nhưng giờ đây cô đang là Hokage đệ ngũ, không thể gục ngã được, phải bảo vệ làng. Cô không thể để Jiraiya chết vô ích được. Bây giờ cô đã không còn đơn độc như xưa, bên cạnh cô còn có cả làng và cả Naruto, đứa trẻ đang kế thừa ý chí của những người mà cô yêu nhất. Tuy nhiên, thủ lĩnh của tổ chức Akatsuki là Pain đã nhanh chóng phát động một cuộc tấn công vào Konoha, và mục tiêu của chúng chính là Naruto. Pain mạnh đến mức có thể dễ dàng xâm nhập và lập tức phá hủy tuyến phòng thủ của Konoha. Vào thời điểm này, có rất ít ninja trong làng có thể đối đầu trực diện với lục đạo Pain. Naruto lúc này thì đang ở Diệu Mộc Sơn và luyện hiện nhân thuật. Nhìn thấy làng đang chìm trong khói lửa, Tsunade đã lập tức ra lệnh triệu tập Naruto. Cô biết rằng cậu bây giờ đã mạnh thế nào và hoàn toàn có thể đánh bại kẻ thù của lần này. Để Konoha không bị hủy diệt, chúng ta phải tập hợp sức mạnh của cả làng để chống trả. Tsunade đã triệu hồi Katsuyu và kích hoạt Bách Hào Ấn để giải phóng lượng chakra khổng lồ trong nhiều thập kỷ của mình. Trước khi Naruto và các tiểu đội khác trở về, họ phải dốc hết sức để bảo vệ làng. Nhưng ngay khi Tsunade rời đi, Danjo bất ngờ xuất hiện và giết chết con cóc liên lạc của cô. Đội Anburut đã sẵn sàng và đang chờ mệnh lệnh từ Danjo. Chúng ta sẽ giúp làng chứ? Danjo nói. Chỉ cần bà ta sử dụng nhân thuật đó thì người trong làng sẽ không bao giờ chết. Vì vậy, ta sẽ trốn trong lòng đất và chờ cuộc chiến kết thúc.
Sự hy sinh là cần thiết để ta có thể trở thành Hokage. Mồm thì luôn nói là vì Konoha, nhưng khi Konoha cần thì Danjo lại rút trong hang. Còn Tsunade thì luôn ở đó để có thể cứu sống mọi người. Nhưng khi Ben tìm thấy và giết chết Kakashi, Tsunade đã cắn môi và cực kỳ tức giận. Nhưng chiến tranh đang diễn ra và cô không có thời gian để đau buồn. Lúc này, Choji đã báo lại về bí mật, những thuật của thiên đạo Ben mà Kakashi đã đánh đổi mạng sống của mình. Tsunade ngay lập tức đã chuyển thông tin này cho tất cả các ninja thông qua Katsuyu. Nhưng lúc này, Ben đã xuất hiện trước mặt cô. Tsunade nhìn mặt thằng này quen quen. Ngươi là đứa nhỏ làng mưa. Ngươi còn nhớ rõ đến thế à? Nói cho ta biết, Naruto đang ở đâu? Ngươi không thể bảo vệ được hắn ta đâu. Tsunade cười và nói, ngươi đã phạm sai lầm. Naruto là một ninja rất mạnh mẽ. Trên thực tế, cô không hề muốn giấu Naruto, nhưng vì lý do nào đó, Naruto vẫn chưa quay lại. Sau khi rút hồn Shizune và biết được Naruto đang ở Diệu Mộc Sơn, nên Ben đã quyết định bỏ đi. Tsunade đã không ngăn cản hắn ta, vì dù gì thì làng vẫn rất quan trọng. Nhưng Ben lúc này dường như muốn làm điều gì đó trước khi hắn rời khỏi Konoha. Từ nay về sau, cả thế giới sẽ biết được sự đau đớn và nỗi kinh hoàng là gì. Ta sẽ bắt đầu từ làng lá. Trong nháy mắt, một vụ nổ lớn đã thổi bay cả ngôi làng. Nhưng may mắn thay, Tsunade đã bảo vệ mọi người bằng nhẫn thuật của mình. Đồng thời, cô đã kích hoạt sáng tạo tái sinh để sơ cứu. Mặc dù ngôi làng đã bị phá hủy, nhưng mọi người vẫn còn sống. Tuy nhiên, Tsunade đã phải trả một cái giá không hề nhỏ. Lượng chakra mà cô đã tích tụ cả chục năm nay nhanh chóng bị cạn kiệt trong phút chốc, khiến cô không còn đủ sức để bảo vệ mọi người hay chiến đấu với kẻ thù được nữa. May sao lúc này, Naruto cuối cùng cũng đã trở lại. Tsunade cuối cùng cũng đã chờ được đến lúc Naruto quay về. Lúc này, Atula Đạo lại muốn lao về phía của Tsunade, nhưng chỉ với một đòn của mình, Na đã biến kẻ thù thành sắt vụn. Không cần đích thân Hokage của Konoha phải ra tay, và hãy gạt chúng nó sang một bên và ngồi yên tâm đi ha. Hình bóng của Jiraiya xuất hiện từ Naruto, và Tsunade hiểu rằng thằng nhóc kế bẩn ngày nào nay đã trưởng thành và thậm chí còn vượt qua cả thầy của mình. Tsunade giao Katsuyu cho Naruto để phổ biến thông tin về Pain, và đây là điều cuối cùng mà bà có thể làm lúc này. Tsunade được dìu đi xa khỏi chiến trường, chakra cạn kiệt khiến Tsunade không còn giữ được sự trẻ trung mà đã già đi nhanh chóng, khiến cô bất tỉnh và rơi vào hôn mê sâu. Lần gần nhất đấu với Orochimaru, Tsunade cũng đã sử dụng sáng tạo tái sinh, nhưng chỉ mất một ngày để cô có thể hồi phục như cũ. Nhưng lần này lại khác, để cứu cả làng thì không biết bao giờ chakra của cô mới hồi phục như cũ. Sau đó, Naruto đã đánh bại Pain, tất cả ninja làng lá đã chết trong cuộc chiến đều được hồi sinh. Naruto trở thành anh hùng giải cứu làng lá. Na đã không hề phụ sự tin tưởng mà Tsunade đã dành cho cậu. Muốn hủy diệt hỏa chí xem ra còn khó hơn lên trời. Dù Na đã đánh bại Pain, nhưng hậu quả mà chiến tranh để lại là quá lớn. Mọi người cần thời gian để xây dựng lại làng. Nước thì một ngày không thể không có vua. Các trưởng lão trong làng đã mở ngay một cuộc họp để chọn ra người thay thế. Tsunade không biết khi nào bà mới tỉnh dậy. Làng này cần một Hokage mới ngay lập tức. Chỉ chờ có thế, Danjo đã thừa nước đục thả câu. Hắn đã tự đề cử mình vào cái ghế Hokage. Hai trưởng lão cũng đứng về phía của Danjo. Mặc dù cố vấn quân sư của Konoha lại muốn tiến cử Kakashi lên làm Hokage, nhưng do trình Kakashi còn gà nên không thể nào tranh với Danjo được. Cuối cùng, hắn được đề cử lên Hokage tạm thời. Nhưng khi Danjo lên nhậm chức thì các cuộc đàm phán đã gặp trục trặc. Vốn dĩ, hắn muốn bí mật sử dụng quyền lực của mình để điều khiển cuộc bầu chọn và trở thành chỉ huy của liên quân ninja, nhưng lại bị phát hiện ngay trong cuộc họp, khiến uy tín của Konoha bị đánh mất trước các làng. Sau cuộc họp, Danjo bị Sasuke và Obito giết chết trên đường về. Vì vậy, làng Konoha buộc phải chọn ra một Hokage mới. Nhưng lần này, khi Kakashi sắp được tiến cử, thì Tsunade cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Chỉ sau khi Tsunade hồi phục, cô mới biết rằng có quá nhiều chuyện đã xảy ra khi mình hôn mê. Thủ lĩnh thực sự của Akatsuki chính là Madara Uchiha, kẻ thù truyền kiếp của ông nội mình ngày xưa, nay lại trở về để khiêu chiến cả thế giới. Thời điểm này, vẫn chưa ai biết Madara này chính là Obito giả mạo. Tsunade lập tức đến làng mây để tham dự cuộc họp. Trong các hoạt động ngoại giao cấp cao nhất của nhẫn giới, Tsunade đã thể hiện phong thái của một Hokage, từ đó mà lấy lại danh dự đã bị Danjo đánh mất của Konoha. Chưa kể, cô còn nhận được sự công nhận từ Raikage và Onoki, dù họ từng gây chiến với nhau trong nhiều năm qua. Cuối cùng, vì chiến trường chính là ở Lôi Quốc, nên Raikage sẽ trực tiếp chỉ huy liên minh trên chiến trường, còn Tsunade giữ chức tổng tham mưu, chỉ đạo chiến thuật cho liên minh ở phía sau. Sau cuộc họp, Tsunade đã hỏi riêng Raikage, nghe nói em trai của ông có thể hoàn toàn kiểm soát sức mạnh của bác vĩ, cô hy vọng Killer Bee có thể chỉ dạy cho Naruto, và hiển nhiên Raikage đã đồng ý. Về phía liên minh ninja, sau khi bắt đầu cuộc chiến, những kẻ đã chết bỗng nhiên đội màu sống lại và đánh mãi không thể chết được, khiến liên minh gặp bất lợi lớn. Mãi cho đến khi Naruto làm chủ được sức mạnh của Cụ Vĩ dưới sự hướng dẫn của Bee và tham gia trận chiến với chế độ chakra Cụ Vĩ, chiến thắng đã là chuyện trước mắt rồi. Nhưng lúc này, Uchiha Madara Uế Thổ Chuyển Sinh đã xuất hiện, cụ ao trình tất cả mọi đối thủ
chỉ một mình cụ Solo mà đã gần như xóa sổ toàn bộ đại đội của liên minh rồi. Các ninja rơi vào tuyệt vọng, khoảng cách về sức mạnh lớn như vậy, không thể nào dùng số lượng để bù chất lượng được. Sau khi nhận được tin này, Tsunade tại trụ sở chính đã nói với Raikage, chúng ta phải đến chi viện ngay lập tức. Cô yêu cầu sử dụng kỹ thuật dịch chuyển để dịch chuyển cô và Raikage đến chiến trường để solo với Madara. Đây là một nhẫn thuật cực kỳ nguy hiểm. Những người từng sống sót trước đây khi sử dụng nhẫn thuật này chỉ có Raikage đệ tam và đệ tứ mà thôi. Nagashikaku nói rằng vận may cờ bạc của Tsunade không tốt, nhưng Tsunade nói rằng đó chỉ là khi đánh bài ăn tiền mà thôi, còn số phận lại là chuyện khác. Tsunade đã mở khóa phong ấn Bách Hào ấn với khả năng sáng tạo tái sinh của mình. Cô đã sống sót sau sự xé nát của dịch chuyển không gian. Sau đó, Mizukage cũng được dịch chuyển đến chiến trường nhờ vào các ninja lôi quốc cùng với Onoki và Gaara, những người vốn đã bị thương nặng. Lần đầu tiên trong lịch sử của thế giới ninja, năm Kage đã cùng nhau chiến đấu để chống lại Uchiha Madara huyền thoại. Trận chiến giữa năm Kage và Madara có thể nói là một trận chiến theo lượt. Onoki và Raikage đã cùng nhau tung ra một đợt tấn công đầu tiên sử dụng tốc độ thần sầu của Raikage và một cú đấm được cường hóa bởi kỹ năng của Onoki để có thể đấm văng Madara. Nhưng tất nhiên là không hề hấn gì. Madara được chuyển sinh lại quá mạnh, hắn chịu hồi hoa thụ giới gián đản. Tsunade vội vàng bảo những người khác nín thở. Nhưng khi các Kage đang chú ý vào phấn hoa thì Madara đã xuất hiện từ phía trên cao, đấm họ rơi xuống đất rồi thiêu cháy tất cả. Lúc này, tất cả các Kage đều gục ngã và mất hết ý chí chiến đấu. Onoki bỗng nhiên bùng phát trận độn, cắt đứt hết mộc độn và xuyên luôn Madara. Sau đó, Tsunade mới nhận ra rằng Madara có gương mặt của ông nội mình ở trên ngực. Madara nhìn Tsunade và nói: "Ngươi là con cháu của Hashirama, nhưng khả năng còn chưa bằng một ngón tay của hắn. Ngươi dù gì cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối mà thôi." Dù đứng trước kẻ thù mạnh nhất của ông nội, Tsunade cũng không hề nao núng. Bà đứng dậy dõng dạc nói rằng: "Những thứ được truyền lại từ thế hệ đầu tiên không chỉ là sức mạnh mà còn là ý chí. Ý chí sẽ hướng mọi người về phía trước." Tsunade một lần nữa sử dụng Bách Hào ấn và bước vào trạng thái sáng tạo tái sinh. Tsunade lao về phía của Madara và đấm văng Susanoo. "Đừng tưởng rằng ta chỉ có thể trị thương." Bốn Kage kia lập tức phối hợp với Tsunade phát động đợt tấn công thứ hai. Madara lùi lại và dùng hỏa độn. Tuy nhiên, lửa đã bị dập tắt bởi Mizukage. Raikage thì bọc hậu, chặn đường lui của Madara. Tsunade tiếp tục bồi thêm một cú đá vào mặt của hắn ta. Như cách một cô ca sĩ nào đó, mấy ngày nay, đã đá vào niềm tin của fan club và cướp luôn fanpage vậy. Madara cũng bị dồn vào chân tường rồi, nhưng nhìn hắn ta chẳng có tí gì là lo sợ cả. "Các ngươi chơi đùa đủ chưa?" Tsunade lao đến và đấm nát cơ thể của Madara. Gaara nắm bắt lấy cơ hội, sử dụng phong ấn. Tsunade chưa kịp vui mừng thì lưỡi kiếm của Susanoo xuất hiện và đâm xuyên qua cơ thể của cô. Madara xuất hiện không một vết bẩn. Thì ra, thứ mà họ phong ấn chỉ là phân thân của Madara mà thôi. Khi Madara đang suy xét xem nên giết ai tiếp theo, thì Tsunade đột nhiên dùng nắm đấm đánh gãy thanh đao Susanoo. Madara có chút kinh ngạc, ngay lập tức đã đánh bay cô. Tsunade lại đứng dậy như chưa có chuyện gì. Hóa ra, nó là nhẫn thuật tái tạo. Madara còn ngạc nhiên hơn. Khi xưa, Hashirama đã muốn dùng kunai để tự tử, khiến Madara rất cảm động mà từ bỏ hận thù của gia tộc. Bây giờ, khi nhìn thấy hình bóng của Hashirama trên Tsunade, Madara không kìm được cơn giận. Nên thay vì dùng bùa ngải để yểm bùa năm Kage như cô ca sĩ kia đã từng làm với đồng nghiệp của mình, mà đã phân thân ra 25 con đệ dùng Susanoo để giết hết Kage. Cuối cùng, các Kage quyết định chơi bất gân. Tsunade đã hỗ trợ truyền chakra cho Onoki để Onoki tung ra một quả chân độn siêu to khổng lồ, và ông đã ngay lập tức quét sạch tất cả Susanoo. Nếu không nhờ vào ế thổ chuyển sinh thì suýt tí nữa Madara cũng đã bị xóa sổ rồi. Madara cuối cùng cũng chịu đánh nghiêm túc và sử dụng Susanoo toàn chân thể của mình. Hắn dễ dàng san phẳng cả một dãy núi chỉ bằng một lần rút kiếm. Đối với Madara, đây chỉ là sức mạnh bình thường, nhưng đối với Namkage, đó là một huyền thoại. Ngay khi họ sắp chết với thanh kiếm của Susanoo, cơ thể của Madara đột nhiên bắt đầu tan rã. Nguyên nhân là do Itachi đã phá bỏ được ế thổ chuyển sinh của Kabuto. Người bị tái sinh bằng ế thổ chuyển sinh sẽ bị phân rã. Các Kage rất mừng vì tưởng rằng kèo này ăn chắc. Nhưng Madara là huyền thoại, hắn dễ dàng xóa bỏ liên kết với thuật. Tuy nhiên, các Kage lúc này cũng đã không còn đủ sức lực để đánh tiếp nữa rồi. Trước khi bất tỉnh, Tsunade đã triệu hồi Katsuyu để có thể giữ mạng sống cho tất cả mọi người. Sau đó, nhờ vào sự giúp đỡ từ Orochimaru, nhưng vẫn không thay đổi được sự thất bại của cả liên minh. Nhưng ít ra, Orochimaru cũng đã thay đổi và biết quay đầu. Khi Tsunade tỉnh dậy và thấy người cứu mình là Orochimaru, cô đã cảm thấy bất ngờ và không tin vào mắt của mình. Khi Orochimaru vừa nói con người có thể thay đổi, Tsunade than thở: "Nếu như ngươi thay đổi sớm hơn, có lẽ Jiraiya đã không chết." Sau khi chữa khỏi cho bốn Kage kia, Tsunade quay lại chiến trường và bà nhìn thấy ông nội của mình là Senju Hashirama, người được tái sinh bởi Orochimaru. Tsunade nhận ra rằng mình không còn đủ khả năng để tham gia vào trận chiến này nữa. Vì vậy, cô và Sakura đã cùng nhau truyền chakra cho Katsuyu và rải khắp chiến trường để chữa trị cho liên minh.
Đây chính là điều cuối cùng mà cô có thể làm trong trận chiến lần này. Đại chiến ninja kết thúc với chiến thắng dành cho Liên Minh và Konoha, nơi đóng vai trò cả nhân vật chính diện lẫn phản diện, trở thành làng ninja đầu tiên đứng lên trên tất cả nhờ vào danh tiếng của Tsunade. Hokage đệ ngũ vào thời điểm đó cũng đã lên đến đỉnh cao của danh vọng. Nhưng sau chiến tranh, bà không tiếp tục vị trí Hokage mà truyền lại nó cho một người xuất sắc khác là Kakashi. Nhiệm vụ của chúng ta là làm gương cho thế hệ tương lai. Tsunade chỉ mỉm cười nhẹ nhõm. Giấc mơ mà cô thừa hưởng từ người yêu và em trai của mình, bây giờ cô đã thực hiện được rồi. Lúc này, cô sẽ thực hiện ước mơ mà cô đã từng nói với Jiraiya khi còn bé. Ước mơ của tôi là nhìn thấy mọi nơi trên thế giới và chiến thắng tất cả các sòng bạc để ghi danh sử sách. Video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp anh em vào video tiếp theo.